Hey guys, it's Tina here. Welcome back to my channel. Today I will be filming a Get Ready With Me video, but I will be speaking in Vietnamese. Now, ever since I uploaded that video with my mum where we kind of checked out our hair and scalp under the microscope and I was speaking Vietnamese to my mum, I've been getting a lot of requests from you guys and probably fellow Vietnamese people to do a video speaking Vietnamese. Now, the thought of it is just making me sweat and I just feel so nervous. I suck at Vietnamese. I only speak it to my mum and my dad because they don't speak much English. And I never actually went to Vietnamese school, so I don't really know how to like read a newspaper. I can read a menu, but I don't really know how to like read and write properly, let alone speak it well. Okay, so I'm just gonna attempt to do my best and speak Vietnamese for the rest of this video. Okay. Why am I embarrassing myself like this? Okay, hôm nay Tina sẽ cố gắng để nói tiếng Việt với các bạn. Nhưng mà Tina thiệt là dở, ok? Nói trước rồi đó nha, Tina tiếng Việt dở lắm. Ở nhà thì nói chuyện với mẹ thôi. Có khi nói chuyện với ba, nhưng mà ở ngoài đời Tina ít nói tiếng Việt lắm. Thì nếu các bạn bên Việt Nam hay là người Việt Nam mà coi video này, thông cảm cho Tina, ok? Ok, please. Ok, chuẩn bị. Trước hết Tina sẽ đánh kem lock. Phải không? Primer là kem lock, phải không? I think so. Yeah. Hôm nay Tina sẽ xài kem lót của Urban Decay. Cái kem lót này cũng có kem chống nắng, bởi vậy Tina mới thích xài cái kem này. Xong thì Tina sẽ... What's foundation in Vietnamese? Foundation là gì? Tiếng Việt là gì? Kem nền. Đánh kem nền. Nền. Kem nền Tina xài hôm nay là của Too Faced Peach Perfect. Cái màu này là Golden Beige. Tina nói nửa tiếng Anh với nửa tiếng Việt nghe kỳ quá. Không biết màu này có được không? Cái này là lần đầu tiên Tina xài cái kem này. Tina sẽ chấm tùm lum hết. Ok. Cái màu này có thể hơi tối. Mình cứ chơi đại đi ha. Cái màu này cũng được á. Ủa, tiếng Việt blend là cái gì? Blend. Ủa, sao mình không có biết cái chữ blend là cái gì? What is blend in Vietnamese? I'm gonna try Google this. No, it's not trộn. Blend. Tiếng Việt blend makeup là cái gì? Comment below. Blend có phải là tán không? Tán. Yeah, maybe tán. Ok. Thì Tina sẽ xài cái beauty blender. Beauty blender. What is makeup sponge in Vietnamese? Mút. Cục mút. Yeah. Oh man, I suck at Vietnamese. Tiếng Việt Tina quá tệ. Tina sẽ tán kem nền. Yeah. Does that sound right? Để Tina đánh chút xíu nữa. Thêm chút xíu. Mấy cái video mà Tina quay với mẹ, có nhiều các bạn comment trên video á, nói là không biết Tina là người Việt Nam và ngạc nhiên. Mỗi lần Tina upload mấy cái video đó mà có mẹ chồng á, mẹ sẽ lên coi rồi đọc mấy cái comment. Tiếng Anh thì không đọc được, tiếng Việt thì đọc được, rồi mẹ Tina khoái lắm. Có phải không mẹ? Chắc mẹ đang coi video này mẹ thích không? Thấy chưa, con nói tiếng Việt với các bạn, mẹ thấy sao? Giỏi hay dở? Nói thiệt đi. Ok, Tina đánh xong nền rồi, bây giờ tiếp tục là concealer. Tina sẽ xài concealer mới của Too Faced. Cái này là Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Cái màu là Almond. Tina sẽ xài ở dưới đây để che mấy cái dark circles. Dark circle tiếng Việt là gì? Không biết luôn. Rồi Tina sẽ xài cái màu này để highlight chút xíu. Cái concealer này mình không có cần đánh nhiều. Rồi Tina sẽ xài cái beauty blender để tán cái kem khuyết điểm ra. Mình muốn cho nó tán ra đều với cái kem nền á, để nó biến mất luôn. Rồi bây giờ dưới mắt thì nó sáng thôi mà nó không có thấy rõ là có màu khác. Các bạn có coi YouTube nhiều không? Ở bên Việt Nam có ai mà làm makeup không? Giới thiệu cho Tina để Tina mai mốt Tina coi bắt chước nói tiếng Việt. Hồi Tina về Việt Nam năm ngoái á, thì cũng quen được nhiều blogger và YouTuber. Nè, có ai đây? Chloe rồi Quốc Ánh phải không? Yeah, tiếng Quốc Ánh. Rồi có mấy người khác nữa trên Instagram. Chắc cái điều này là Tina phải học hỏi mấy các bạn bên Việt Nam hay mấy người Việt Nam mà
đánh make up trên YouTube và dạy make up trên YouTube, tại Tina tiếng Việt Tina hơi bị dở. Sau khi Tina cũng đánh chút xíu trên mắt nữa cho cái chỗ mắt nó, cái da nó đều, cái màu nó đều, để tí nữa Tina đánh eyeshadow lên á, nó sao mình nói ra không được. Tí nữa Tina đánh eyeshadow cái màu nó sẽ rõ. Right? I am so bad at Vietnamese. Tiếp theo thì Tina sẽ contour. Contour tiếng Việt là gì? Wow. Sao nhiều phụ đề makeup mình không biết vậy? Contour phải là đánh khối phải không? Khối? I don't know. Maybe. Mình cũng không biết nữa. Okay. Tina sẽ xài cái màu maple. Cái này là lần đầu tiên. Oh. Điện thoại off cái này đi. Okay. Đợt này là lần đầu tiên Tina xài màu này, không biết có contour được không. Nhưng mà mình thử đi ha. Chấm chấm chút xíu. Rồi mình lấy Beauty Blender mình tán nó ra. Cái mặt. À! Ai gọi? Mom. Hello con, đang làm gì đó? Hi mom, con đang quay video. Con đang quay video tiếng gì? Việt. Vậy con làm đi, mẹ chúc mừng con nha. Hả? Mẹ chúc mừng con. Chúc mừng cái gì? Mẹ chưa coi mà chúc mừng cái gì? Chúc mừng hả? Mà mẹ chưa coi mà nếu nó dở thì sao mà chúc mừng? Con đã quyết định vậy là má thấy là happy rồi. Rồi từ từ má mới coi. Trời, con đang quay mà con không có biết nhiều chữ. Giống như contour là gì rồi blend là gì? Mẹ cũng đâu biết đâu. Mẹ không hiểu tiếng Anh, con thì không biết tiếng Việt nhiều. Khổ cái đó. Ủa sao hôm nay nổi cái mụn gì tổ bố vậy? Ngay lên rồi. Má mới nặng á. Thôi đừng có nặng. Đừng có nặng. Vậy thôi nha. Cho okay. Con video up nha. Rồi bye okay, con. Ok, bye. Bye con. Bye. Wow. Mẹ Tina nói nhiều quá. Tina cảm thấy cái màu này nó hơi bị cam quá. Tina cũng không có thích mấy. Nhưng mà mình tán ra rồi. Để mình xài cái khác, mình contour cái mũi. Cái này là Smashbox Contour Stick. Tina sẽ contour cái bề ngang của cái mũi cho nó thon lại. Đánh chút xíu thôi. Cắt nhiêu đầy đủ. Rồi Tina sẽ xài tay để blend cái đường này ra rồi blend nó lên. Blend đến lông mày luôn. Xong rồi thì Tina sẽ làm gì đây? Mình quên rồi, mình không có biết tại sao hôm nay mình ngủ quá. Sao tự nhiên mình mất trí nhớ vậy? Powder. Mình sẽ xài setting powder của CoverFX. Setting powder tiếng Việt là gì đây ha? Phấn. Phấn gì đây? Phấn phủ hay gì đó. Phải không? Các bạn nếu Tina nói sai thì cứ correct me in the comment, ok? Để mai mốt Tina quay mấy clip tiếng Việt á, nó nghe chuyên nghiệp hơn. Ok. Tina sẽ phủ phấn lên. Mà mỗi lần Tina phủ á, Tina sẽ dùng cái cọ mình pat là gì? I don't know. Tại nếu mình đã đánh mạnh quá, cái nền nó bị xước, nó không có được đẹp, thì Tina sẽ pat cái phấn lên. Rồi bây giờ Tina sẽ eyebrows là gì? Chân mày, đánh chân mày. Tina quá tệ. Để kẻ chân mày Tina sẽ xài cái Benefit Grief Proof Brow Pencil. Cái này là màu số 3. Tina sẽ bắt đầu từ giữa cái chân mày, cứ tô nhẹ nhẹ thôi theo cái nết của cái lông mày. Tina nói tiếng Việt các bạn có hiểu không? Chắc khó nghe lắm. Tại Tina thấy nó khó nói thì chắc các bạn cũng khó nghe. Ước gì là hồi nhỏ Tina đi học tiếng Việt, nhưng mà hồi nhỏ không có cơ hội. Ý hình như cũng có học 1-2 ngày mà cũng không có vô gì hết. Lúc đó là học giáo lý mà đi có mấy lần thì không có học vô cái gì hết. Vậy mà trong gia đình của Tina có một anh, một em. Tina là
đứa giữa. Hai anh em của Tina nói tiếng Việt dở hơn Tina luôn. Mỗi lần Tina về Việt Nam thì học được mấy chữ mới. Thì Tina có mấy bác ở bên Việt Nam. Tina có gia đình ở Sài Gòn. Và mỗi lần Tina về Việt Nam thì Tina khoái ăn đồ Việt Nam lắm. Món Tina thích nhất là bánh cuốn nè, bánh xèo nè. Cái gì mà có nước mắm đó là Tina khoái lắm. Mấy món Hà Nội á Tina thích. Cái gì mà cuốn với rau với nước mắm á là ngay nghề của Tina. Các bạn thích ăn món Việt Nam nào nhất? Phở hay là hủ tiếu hay là giống Tina bánh xèo, bánh cuốn? Gỏi cuốn nữa, Tina thích gỏi cuốn nữa. Bây giờ Tina sẽ xài cây kẻ chân mày đậm hơn. Cái này là của Eye of Horus, màu medium dark. Rồi Tina sẽ xài cái màu này để kẻ phần dưới của chân mày thôi. Cái chỗ mà mình không có lông á, mà mình muốn nó nhìn giống như là mình có mà tự nhiên á, thì mình xài cái màu đậm hơn. Tina thích cái shape là nó thẳng hơn tí, giống như kiểu Korean á. Tina thấy ở bên Việt Nam á, nhiều người cũng theo cái kiểu makeup của Korean là gì? Đại Hàn. Yes, Đại Hàn. Bây giờ Tina sẽ clean up cái chân mày dùng cái concealer hồi nãy Tina xài của Too Faced. Rồi Tina sẽ đánh ở dưới đây cho nó sạch, cho cái đường nó nhìn rõ hơn á. Rồi từ từ tán cái màu concealer ra. Tiếp theo Tina sẽ xài cái brow color của Innisfree. Cái này là màu brown. Rồi Tina sẽ chải cái màu này trên cái lông mày cho cái màu nó lợt hơn. Rồi lúc mà Tina chải, Tina thích chải cái đầu này lên nè, thẳng. Rồi cái khúc này thì bề ngang mình chải nó ra. Các bạn có thấy bên này nó lợt hơn bên này không? Nó lợt hơn chút xíu. Bây giờ thì Tina sẽ đánh mắt ha. Mình hôm nay sẽ xài cái palette Huda Beauty Rose Gold Palette Remastered. Mấy cái màu trong đây đẹp lắm. Có mấy màu tím, đỏ, màu nâu. Rồi mấy cái glitter này đẹp lắm nè. Mấy cái trên nè. Thì Tina sẽ xài màu này trước, Bisque. Mình cũng chưa biết mình muốn đánh cái mắt kiểu gì nữa, mà thôi mình cứ đánh đại đi ha. Mình dậm cái màu đó vô trước rồi từ từ mình sẽ tán nó ra. Ok, Tina sẽ từ từ tán nó lên ha. Cho nó bay đi tí cho nó bớt đậm. Mỗi lần Tina đánh mắt á, thì Tina sẽ build up cái màu từ từ. Rồi á, thì Tina cũng không có lấy nhiều màu quá. Nếu mình lấy nhiều màu á nó khó tan lắm. Oh, that is me. Hello. Rồi Tina sẽ xài cây cọ nhỏ hơn. Rồi cũng lấy cái màu hồi nãy á. Rồi Tina sẽ blend cái màu đó ra phía trước. Rồi lấy cây cọ bự hơn á rồi mình tán nó ra. Hôm nay chắc Tina đánh kiểu halo á, thì mình màu lợt ở chính giữa, màu đậm ở bề ngang. Rồi cái màu giữa Tina sẽ xài cái màu vàng của Shu Uemura. Tina sẽ chấm chút xíu ở phía giữa, rồi dùng tay để tán nó đi. Xong á thì Tina sẽ xài cái màu 24 Karat này. Dùng tay á, Tina sẽ chấm chút xíu lên cái màu hồi nãy cho nó sáng hơn nữa. Wow, đẹp không? Khúc dưới mắt á thì Tina sẽ xài cái màu Demure. Tina sẽ blend cái màu này ở phần dưới, rồi connect nó lên với cái màu ở trên nữa. Mắt bên này thì xong rồi, để Tina làm bên đây rồi trở lại với các bạn. Ok. Bây giờ Tina đã đánh xong hai bên rồi, tiếp theo Tina sẽ kẻ eyeliner. Eyeliner này là của hãng Maybelline. Cái này là Hyper Sharp Liner. Ok, Tina sẽ kẻ sát bên cái viền mắt ha. Ngay cái lash line á, mình kẻ sát bên cái lash line. Xong á thì phần đuôi Tina sẽ kéo lên, kẻ lên cho nó wing lên tí. Khoảng vào đây ha, để cho cái mắt nó nhìn nó dài ra, nó to ra. Ok, bên này là xong rồi đó, để Tina làm bên đây nữa. Rồi bây giờ Tina sẽ dán mi lên. Cái kiểu này là Feminist của Petite Cosmetics. Trong khi mà Tina chờ đợi cái keo nó dry á, nó khô á, thì Tina sẽ đẩy cái mi lên. Cho chừng nào nó khô nó sẽ đứng lên cho nó cong á. Tina sẽ vuốt mascara lên. Cái này là mascara của Mecca Max. Nó có hai đầu lận, cái đầu bự và đầu nhỏ. Tina sẽ xài cái cọ nhỏ, rồi chải chút xíu mascara ở dưới trên cái natural
lash của mình để cho nó liền vô với cái mi giả đó. Rồi thì là cũng trải chút xíu mascara ở dưới nữa để cho mắt nó to ra. Các bạn thấy mắt bên đây nhìn to ra không? Hơn là mắt bên đây. Mình sẽ xài cái má hồng mới của 3CE. Cái này mình xài trên má, trên mắt, trên môi cũng được hết. Cái màu là Dye Timer. Cái này nó dễ blend lắm, tại cái độ ấm của tay mình á làm cho nó blend ra thật đẹp, thật dễ, không có cần cọ. Rồi còn lại thì highlight Tina sẽ xài của Becca. Cái này là Champagne Pop. Tina sẽ xài cái cọ fan như vậy. Cái cọ này đáng ra là cho nail, cho làm móng á, nhưng mà Tina thích xài để đánh highlight. Để Tina xoay cho các bạn coi thôi. Cái này là cọ nail, cái này là cọ make up. Cái này đánh cũng được, highlight cũng được, mà Tina thấy cái nhỏ nó đánh đẹp hơn, tại nó chính xác hơn, nó không có bay đi tùm lum hết á. Tina sẽ đánh chút xíu trên mũi cho nó nhìn thon, nên nó cao. Rồi môi nữa, để cái môi nó nhìn chu ra. Tina cũng không biết xài cái chữ đó xài hay đúng nữa. Cuối cùng thì Tina sẽ đánh son. Cái này son của Huda Beauty. Cái này là loại mới, Demi Matte. Màu này là Feminist, cũng giống tên mi của Tina. Tina thích lấy cái Q-tip á, rồi đánh cho cái viền môi nó tan ra tí, để cho nó tự nhiên hơn á, nó không có đậm mà nó không có rõ quá. Tina thích cho nó lợt lợt vậy nè. Ok, bây giờ Tina đã đánh xong make up rồi, các bạn có thích cái kiểu này không? Nếu các bạn enjoy thì hãy comment ở dưới để nói cho Tina biết. Nhưng mà Tina biết đọc chút xíu à, mấy chữ thì biết đọc. Thì các bạn viết tiếng Việt cũng được, tiếng Anh cũng được. Nếu Tina không có biết đọc thì Tina sẽ hỏi mẹ Tina dịch giùm. Ok, vậy là xong một clip. Để Tina thở dài tí, hồi nãy Tina stress lắm. Cảm ơn các bạn đã coi chương trình hôm nay. Nếu bạn nào mà chưa subscribe to chương trình của Tina thì nhớ bấm nút subscribe nha. Và mấy các bạn mà trên Instagram nhớ follow Tina @Tina_Yong. I'll speak to you guys soon. Hẹn gặp lại nha. Bye.